Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Go. Hôm nay thì chúng ta sẽ được đi đập hộp chiếc DJI Osmo Mobile 4 phiên bản SE. Thì để xem là với phiên bản SE này nó có khác gì so với cả phiên bản thường. Hãy cùng mình đi box seal trước khi bồi ra trước đã anh em nhé. Thì đây, anh em thấy vẫn còn nguyên seal đây. Đấy, chúng ta sẽ cùng đi box seal nó ra nào. Đây sẽ là bên phía trong hộp của nó. Đấy, em nhìn này. Đầu tiên sẽ là một số cái hướng dẫn sử dụng, sách hướng dẫn sử dụng ở trong này thôi. Và trong này thì sẽ có thêm một cái túi đựng chiếc gimbal này, túi nỉ. Rồi thì tiếp theo trong này sẽ là chiếc gimbal cũng như là một cái mini tripod và cái ngàm để giữ điện thoại. Thì với cái phiên bản này ấy, nó rút gọn hơn so với cả phiên bản Osmo Mobile 4 là nó bỏ đi cái miếng nam châm dính lên cái mặt lưng điện thoại. Bây giờ thì họ chỉ trang bị cái ngàm nam châm này mà thôi. Đây này. Còn ngoài ra thì mọi thứ nó vẫn y hệt à. Nó chả khác gì so với cả phiên bản Osmo Mobile 4 phiên bản thường cả. Và chúng ta sẽ có một cái mức giá nó rẻ hơn khá là nhiều, sẽ chỉ khoảng độ 2.090.000 tại Tokyo Camera mà thôi. Rẻ hơn khá là nhiều so với cả phiên bản Osmo Mobile 4 bản thường đúng không nào anh em. Thì đây sẽ là chiếc DJI Osmo Mobile 4 hay là còn gọi tắt là OM4. Thì với cái chiếc gimbal này nó có khác gì so với cả phiên bản OM4 thường hay không, hay chỉ đơn giản là một cái bảng rút gọn mà thôi? Thì với cá nhân mình thì mình thấy rằng là đây chỉ là một cái bản rút gọn mà thôi. So với cả phiên bản Osmo Mobile 3, OM3 thì chúng ta sẽ có thêm đấy chính là cái ngàm nam châm này để có thể giữ điện thoại. Mỗi khi mà chúng ta có nhận được điện thoại của gọi hay là tin nhắn, chúng ta muốn trả lời chúng ta cần nhấc điện thoại ra, chỉ cần nhấc luôn cái miếng nam châm này ra mà thôi. Xong khi trả lời xong, hoạt động xong, chúng ta lắp nó lại, chỉ cần đặt một phát lên đây, nó ngay lập tức nó hút vào và chúng ta có thể tiếp tục sử dụng gimbal rồi. Đây là một cái điểm cải tiến đáng tiền nhất ở trên cái dòng OM4 mà mình thấy. Rất là đáng tiền. Và cái điểm cải tiến tiếp theo so với cả phiên bản OM3 đấy chính là đến từ motor. Thì với cái motor này nó cho chúng ta một cái lực xoắn nó tốt hơn, cho chúng ta có thể tải trọng những thiết bị nó nặng hơn, như là những cái dòng smartphone lớn hiện nay, như là iPhone 13 Pro Max này, 12 Pro Max, hay là Samsung Galaxy S20 Ultra, hay là một số các cái dòng máy mà nó có một cái cân nặng nó cũng tương đối. Thì bây giờ đây trên chiếc Osmo Mobile 4 này, phiên bản SE này, có thể cân được rất là tốt. Đó là những cái điểm mà cải tiến mình thấy đáng giá trên chiếc gimbal này. Và đặc biệt là trong mức giá thành nó chỉ có bao nhiêu? Hơn 2 triệu đồng một xíu. Thì cái chiếc gimbal này phải nói là một chiếc gimbal mà những người thường xuyên yêu thích quay phim bằng điện thoại, các TikToker hay là các Vlogger yêu thích quay bằng điện thoại nên sở hữu. Bởi vì đây là một trong những chiếc gimbal cho chúng ta một cái tải trọng này, cho chúng ta một khả năng chống rung này, đến từ một thương hiệu lớn này. Và nó có một cái mức giá thành nó rất là tối ưu, nó rất là rẻ. Với 2 triệu đồng thì anh em có thể sắm cho mình một đôi giày chẳng hạn, hoặc là vài bộ quần áo, hoặc là vài bữa đi ăn với bạn bè đi chơi mà thôi, thì đã hết 2 triệu rồi. Nhưng mà nếu mà anh em sắm cái chiếc gimbal này, anh em sẽ có những cái thước phim nó cực kỳ là mượt, kiểu như thế này. Thì đấy, thay vì là anh em bỏ tiền ra mua một đôi giày, hoặc là mua vài bộ quần áo, hoặc là đi ăn đi chơi vài bữa với bạn bè, thì anh em sắm chiếc gimbal này, chúng ta sẽ có một cái thiết bị công nghệ có thể sử dụng được rất là lâu. Chúng ta sẽ có những clip sống ảo này rất là mượt, hoặc là có thể làm xây dựng những kênh TikTok, những kênh YouTube, vlog cá nhân quay bằng điện thoại cũng rất là đẹp nữa với chiếc gimbal này. Những thiết bị điện thoại bây giờ nó cũng cho chúng ta những cái chiếc camera rất là đẹp, cho chúng ta khả năng quay clip được rất là ổn rồi, thì sắm cho mình chiếc gimbal nữa bổ trợ cho nó. Và nó là rất tuyệt vời. Và không cần thiết tới những cái thiết bị máy quay chuyên nghiệp. Nếu mà máy quay chuyên nghiệp chúng ta phải đầu tư lên đến khoảng vài chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng mới có một cái combo phải nói là ổn áp một chút. Thì bây giờ đây, với chiếc gimbal này nó chỉ có 2 triệu đồng mà thôi. Họ đã cải tiến từng ngày một và cho chúng ta những cái thiết bị phải nói là cực kỳ nhỏ gọn như thế này. Đây, khi mà mình tháo hết ra, nó cực kỳ nhỏ gọn và cho phép chúng ta có thể dễ dàng đút vào túi hay là túi sách, sách đi kèm, quay ngay lập tức những cái clip chúng ta gặp ở trên đường hoặc là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta. Và vừa xong đó là bài trên tay nhanh về chiếc DJI Osmo Mobile 4 phiên bản SE. Đây là một phiên bản rút gọn của phiên bản Osmo Mobile 4 thường. Chúng ta sẽ bị lược đi mất cái miếng nam châm dán thẳng vào lưng máy, mà bây giờ đây chỉ có một cái ngàm nam châm như thế này mà thôi. Đấy, và mức giá thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, chỉ có 2.090.000 tại Tokyo Go, Tokyo Camera.
Anh em có quan tâm thì hãy truy cập vào đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video nhé. Và đừng quên cho mình xin một like, một sub cũng như là nhấn vào nút chuông để có thể nhận thêm thông báo về những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.